À rồi, chào các bạn. Mình là Nguyễn Hoàng Phúc và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để tiếp theo cái series cái tập lần trước là mình đã bắt chước theo cái style của anh Phong Pro. Như trong cái folder mà mình đã share cho các bạn ấy, thì các bạn có thể thấy là trong đấy còn một số cái tấm khác và nó có một cái số cái phần hiệu ứng xử lý hơi khác hơn chút xíu. Đây mình sẽ rồi để bắt đầu ha, thì để mình tắt bớt đi một số cái thì nó hơi giật giật. Rồi, đây mình sẽ tắt bật cái folder cái group main này ha. Ý là đây là cái group main á thì là cái kết quả chỉnh sửa chúng ta sẽ đạt được, và cái background là hình before và đây là after, before after. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là chỉnh sửa sao đó nhìn cho nó ra nó đẹp như thế này. Rồi thì mình sẽ nghiên cứu từ cái hình mà anh Phong anh đã share chúng ta ha. Thì đây mình các bạn có thể coi trước cái phần trước để mà biết được chính xác hơn, ví dụ như là ở cái phần line này thì hình như là cái này là nãy mình xóa mới bật cái đây, đúng rồi, nó before này. Đây như cái phần line này chẳng hạn thế, đó là tắt cái mở. Đây các bạn có thể thấy là hình chỉnh sửa ánh sáng này nó khá là khác, nó có cái hơi tỏa tỏa ra. Nói chung là cái style này giống y như là cái style cũ vậy đó, nhưng mà cái phần white balance này có hơi khác một chút xíu. Và một cái nhiều nhất mà các bạn hỏi mình là cái làm cái áo nó dài ra. Đây giờ ta hết đây, là after, đây là after, before. Đấy, các bạn có thể thấy là cái áo nó được kéo dài ra, và có cái để ý cái phần trên ha, là có thể là anh đã đưa một cái layer phía dưới này anh kéo dài lên rồi kéo dài cái áo. Thì đây là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm như vậy. Tuy nhiên là đây quay ba lần coi thử cái áo làm gì trong cái chỉnh sửa màu của ông. Master là không có gì chỉnh sửa này. Red nè, thì như là saturation ông có giảm đi là 25% và tăng hue lên, tức là hơi chuyển cái màu đỏ đó nó hơi sang màu đỏ đô. Đó. Giảm saturation. Những cái màu khác thì mình không thấy cái gì thay đổi hết. Ok, biết vậy. Brightness. Brightness là tăng contrast nè. Cái curve, ok, này cái curve này giống y như là cái cũ thôi. Và level. Level là tăng vùng tối lên tí xíu. Rồi, nói chung là y chang. Giờ mình sẽ xóa cái thằng này đi. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm ra hiệu ứng như vậy. Đầu tiên là mình sẽ ở ngoài có thằng tranh cúp bàn thờ. Đó mà cần chuột chay, cái phím chay là cái phím ngay nằm giữa chữ K với lại chữ H đấy nha. Cần chỉ cần chuột chay hoặc là bấm chuột phải ra và chọn duplicate layer. Ok, mình sẽ mở khóa nó ra. Thì ở cái layer này thì mình sẽ kéo dài cái váy áo ra bằng cách như sau. Như cái layer này ra, mình sẽ đè phím shift và click. Kéo cái này lên chút xíu vào cái góc là các bạn muốn mình thấy như vậy là ok ha. Sau đấy á, làm sao để kéo được cái phần gấu áo, thì cái phần áo này á, thì để co giãn scale á, một cách tốt nhất á, thì từ CS6 trở lên thì Photoshop đã cho mình một cái công cụ đó là Content Aware Scale đó. Thì các bạn có thể lấy cái công cụ này đó, thì nó sẽ hiện ra này, việc chúng ta là kéo. Tuy nhiên ở đây các bạn có thể thấy là khi mình kéo này thì cái phần trên này đây là trước ha, và đây là sau, các bạn có thể thấy là nó không có được như đúng ý mình muốn. Cho nên là rút ra một cái vấn đề là mình cần kéo cái gì. Chúng ta chỉ cần kéo cái phần váy áo thôi, cho nên á, để làm tốt nhất á, mình sẽ tắt đi này, mình sẽ chọn cái MQ tool, rectangle, và chọn MQ tool ha, và quét chọn vào cái phần váy áo, đưa lên tí xíu, tới đây thôi, ok ha. Và tương tự như vậy vẫn đang ở đây, không có làm gì thêm hết, chỉ là chọn chọn vùng thế thôi, và vào edit nè, content aware scale này,
và kéo nó xuống chút xíu. Đó, các bạn có thể thấy là đây nhìn nó rất là ok ha. Cái phần mà váy mà nó hơi có cái góc như thế này thì lát nữa chúng ta sẽ liquify lại. À, khỏi nói lát nữa. Khỏi nói, khỏi nói lát nữa. Ok. Bây giờ thì mình sẽ liquify thằng này luôn. Mình sẽ control shift x hoặc là bạn vào fill filter ha, chọn liquify. Và trong bảng này thì chúng ta sẽ zoom thằng này lên chút xíu và kéo này xuống. Quá trình kéo này thì cẩn thận chút xíu ha, làm cho nó vừa vừa thôi, đừng có làm quá gì nó hơi. Và cái này chỉ có kéo xuống thôi nha các bạn, để ý là cái texture của cái cột này nó đang dọc xuống nên chúng ta chỉ kéo xuống thôi, đừng có kéo qua kéo lại nhìn nó lộ nó gớm lắm. Ở đây cũng vậy, mình sẽ cho này nó ra ngoài chút xíu. Ok, tương tự ở đây cho nó xuống tí xíu, xuống tí xíu cho cái hoa nó dài ra đại khái vậy. Ok rồi, phải được rồi đó, thì đây là trước và sau này đó nha, khá là hay. Tiếp theo là chúng ta sẽ tạo một cái group mới, chúng ta để là effect. Từ đây trở đi đã không không có gì là khác nhiều. Cái background này mình sẽ nhân đôi lên, quăng nó vào cái group effect ha. Nhân đôi thì hồi nãy mình chỉ rồi, bấm chuột phải chọn là duplicate. Duplicate. Ok ha. Như kệ trong effect này này thì mình sẽ chọn vào channel. Nếu các bạn không tìm thấy channel, các bạn vào window và chọn channels. Đây thì mình sẽ đè phím control và click vào RGB. Thì toàn bộ những vùng sáng là sẽ bị chọn. À, thì đây mình sẽ control J lên cái. Sau khi làm xong rồi á, mình sẽ xóa cái này đi. Sau khi chúng ta có này rồi, như hồi nãy nè, mình đè phím control ha, click vào RGB thì toàn bộ vùng sáng sẽ được chọn. Sau đấy á, mình đang ở cái layer, một cái layer nào đấy mà mình muốn lấy, ví dụ như là hồi nãy là lấy layer này cũng được. Mình sẽ control J hoặc là bấm chuột phải chọn duplicate. Cái việc làm này á, là chúng ta tạo ra một layer mới dựa trên cái vùng chọn từ layer cũ. Oh sorry, cái này sai 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 sai. Ta sẽ làm lại nè. Thay vì bấm chuột phải cho duplicate ha, thì mình sẽ làm bằng cách là control J, phím J ngay ở trên bàn phím của bạn là giữa phím H và phím K, J lên là nó sẽ tạo ra một cái layer mới bao gồm những cái pixel ở cái layer mà bạn đang chọn. Ok ha, tương tự như là cái này thì bây giờ mình sẽ nhân đôi nó lên tiếp, Ctrl J. Cái nút này xài khá là nhiều và thao tác nhiều thì sẽ khá hơn. Ok, cái rác rác này tốt nhất ta nên xóa trước. Tuy nhiên là được, đây mình xóa xong cũng được, làm sao đâu. Rồi, sau khi làm xong ha, mình sẽ tạm thời tắt đi, vào filter lơ. Ở những cái bước này á thì các bạn coi lại cái tút trước ha, nó sẽ khá rõ ràng, mình đã làm rồi, không phải là chưa. Tương tự ở đây cũng vậy, vào filter lơ, Gaussian lơ. Đây và chọn là screen. Để sáng lên. Sáng tưng bừng luôn. Đây, mình sẽ giảm nó đi chút xíu. Tương tự thằng này cũng giảm đi, vừa phải thôi. Ok, các bạn có thể thấy là cái hình chúng ta đã mượt hơn. Đó, khá là mượt. Rồi, tiếp tục là tạo một cái group mới và bắt đầu tạo những cái new adjustment layer. Như hồi nãy là cái gì rồi nhỉ? Hue saturation này. Màu đỏ này, giảm bớt đi mười mấy phần trăm đấy, chuyển sang đỏ độ. Nếu các bạn không để ý đây, khi mà mình kéo lên này, có thể thấy là cái màu đỏ nó chuyển sang vàng nhiều hơn. Đó. Đây mình chỉ cộng thêm một chút xíu thôi, màu nó khá là đẹp hơn. À, có thể tắt bật, tắt bật lên, các bạn có thể thấy là trước và sau ha. Sau đây tiếp tục là hồi nãy là cái gì nữa nhỉ? Chưa chạy, nay không coi. Contrast thì phải, ok, cái tăng contrast này chút xíu đã. Rồi tiếp theo là curve. Thằng curve là cái thằng phải làm nhiều chuyện này. Như ở đây thì mình sẽ, mình cũng quên hồi nãy là làm sao rồi. Nói chung là red. Click vào đây flat này, điều này lên chút xíu để tăng cái màu đỏ một tí xíu ở cái phần shadow và tăng phần xanh một chút xíu ở phần highlight. Đó. Nếu thắc mắc cái này á, thì các bạn có thể coi lại cái tút trước ha. Mình có để bên này này.
Tiếp theo là blue black flag đưa lên tăng cái vùng xanh blue ở cái vùng shadow và tăng vàng ở vùng highlight. Ok, là hậu green tương tự. Ai chà, click cái okay. Cái nào đẹp hơn ta? Nói chung là chỉnh sửa những cái này á thì cứ theo cái ý của bạn đầu tiên đi đã. Nói chung là làm bài thì làm thế thôi, nhưng mà sau khi đã coi xong rồi á thì cố gắng thêm cái tôi của mình vô tí xíu, ý là có một cái style gì đấy, đừng có bắt chước hẳn, cũng không hay lắm. Ok rồi, curve xong rồi ha, và qua curve xong tới cái gì ta? Đã curve xong tới gì à, hình như là đúng rồi, level tăng sáng về đây, tăng cái vùng tối lên chút xíu, các bạn thấy nó hơi độ tối lên rồi. Ok tạm thời thế này, mình có cái này mình sẽ đặt white balance WB xong, mình sẽ gộp tất cả chung lại tạo ra một layer mới, mà cái layer mới này là gộp chung của tất cả layer cũ, thì mình sẽ control alternate shift e bụp ra layer mới. Layer này mình sẽ đặt tên là after after rồi đó. Thì đây thì mình đây mình sẽ xử lý hết những cái rác này. Đó, nói chung là cái những cái rác rến vậy á thì hầu như ảnh nào cũng dính hết á, cho nên là cố gắng chúng ta thấy cái gì nó hơi ngứa mắt á thì bỏ hết đi, tại vì nó tăng giá trị cho cái hình của chúng ta rất là nhiều. Đây mình sẽ là okay. Từ khi mình làm cái clip này á thì trong inbox, trong cái fanpage của mình á, thì nhiều bạn có nhờ mình xem thử một số bức hình cưới của những người nổi tiếng, và nhờ mình nhờ mình nhái lại hay là sao đó, nhưng mà mình xin lỗi, bởi vì mình chỉ có thể nhái lại những cái hình mà của chủ cái bức ảnh đó đã cho phép share cái PSD ra thôi. Thì ok thì mình làm được, còn nếu không á thì mình không được quyền nhái theo và tuyên truyền nó ra, vậy nó hơi có hơi kỳ. Ý là mình làm được chứ không phải là mình không làm, chứ không phải là mình không biết làm hay là mình giấu hay là sao hết, nhưng mà cái này nó về cái thương hiệu cá nhân cho nên là mình cũng hạn chế cái việc đấy. Ok đâu rồi, chào chào, tạm tạm vậy, tạm tạm thế ha. Đúng ra còn phía trong này nữa, thôi kệ đi. Sau khi làm xong rồi thì chúng ta sẽ làm cho hình chúng ta mượt hơn chút xíu bằng cách là chúng ta vào filter này và chọn là oil paint. Tốt nhất là Ctrl J nó lên phát và vào filter oil paint. Thì như cái này là từ CS6 trở lên mới có cái oil paint này. Giảm hết tất cả đi coi, giảm hết. Rồi thì mình sẽ cho nó có cái độ nhòe ra chút xíu, nhất là trong cái vùng mà những cái vùng linh tinh phía sau này ha, thì mình sẽ làm cho nó click ok. Sau khi mình tăng cái phần trên và phần dưới lên thì các bạn có thể thấy là nó ra kiểu này đây. Nhìn nó hơi hư cấu, hơi hư ảo tí. Còn sao thì mình sẽ tạo một cái lớp gọi là layer mask, và mình đảo cái màu lại, tức là mình muốn che hết, muốn chuyển cái màu trắng này thành màu đen. Để mà thay vì cái việc là có thể chọn hai cách, thứ nhất là pen pocket tool này, ta đổ màu đen, đổ cái kịch lên phát là xong, hoặc là mình bấm Ctrl Y tức là đảo màu, invert đảo màu đó. Thì đảo màu này, đây mình muốn nó màu đen thì mình để màu đen, sau đấy chọn cái brush màu trắng và chúng ta bôi vào cái vùng mà chúng ta muốn áp cái hiệu ứng đấy. Ở đây là mình muốn University, đây nó hơi, hơi tối đi một chút xíu. Không sao, là cứ bôi trước đi, rồi chúng ta vào curve, chọn cái clipping mask, tức là cái này chỉ áp dụng cho cái layer ở dưới này thôi, tức là cái layer liền kề ngay phía dưới nữa ha. Mình sẽ tăng sáng nó lên chút xíu giờ nó đồng đều lại, như hồi nãy là mình sử dụng cái orange paint á thì nó hơi làm mờ đi chút xíu. Rồi ok tạm ổn, hình như hồi nãy cái effect là còn cái gì nữa thì phải, cứ ngờ ngợ như là Ctrl J lên này, đều vào đây phát, gom hai thằng lại thành một cái group này. Chuyển cái này về multiply để chúng ta giảm bớt đi, nhưng mà hồi nãy mình làm cái after này rồi. Nhưng mà sao cái đó là ý là mình là muốn làm
tối cái góc lại thôi, nhưng mà không có thì cũng không sao hết. Nếu các bạn thích thì có thể tạo một cách mới bằng cách là Ctrl Alt Shift E ở đây để tạo ra một cái group mới này. Ở đây chọn là Multiply và chúng ta làm ở đây cũng được, nhưng mà đây ví dụ như là muốn làm thì cũng cần chuẩn Y này, và sử dụng brush màu đen nhập brush màu trắng tạo bôi vào những cái phần chúng ta muốn làm tối, hoặc là sử dụng gradient map chẳng hạn thế. Nhưng mà đây mình nghĩ là đối với màu sáng như thế này á, thì chúng ta để sáng đều á, nhìn nó có vẻ nó lung linh hơn, nó hay hơn. Rồi, là xong. Tốt nhất có thể liquify đi một chút xíu ở cái phần của mẫu nữa. Nhưng mà đây mình không làm được, ok ha. Mình chỉ dừng đây thôi. Các bạn đã xem cái tút này. Và đối với cái stock của anh Phong Pro á, thì mình chỉ làm tới đây thôi. Thì trong cái tút này á, thì chỉ có một cái mà gọi là nổi trội nhất á, là cái phần kéo dài váy áo, và chúng ta áp dụng cái content aware scales. Ok ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tút này, và hẹn gặp các bạn ở cái tool sau, cũng là retouch ảnh cưới và ảnh thứ ba, không nằm trong bộ này ha. Thôi các bạn, cảm ơn các bạn, bye.